những ngày qua Đà Nẵng liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Ngày hôm nay, thành phố ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. Trước thực trạng một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ nơi khác đến và về thành phố Đà Nẵng gây nguy cơ bùng phát dịch trở lại, Đà Nẵng đã liên tục triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý người về từ các địa phương khác ngay từ chốt kiểm soát cửa ngõ cho đến quản lý về y tế tại nơi cư trú, phát huy vai trò tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng để giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà và đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm phòng chống dịch để tăng tính răn đe. Sau khi tại địa phương ghi nhận một ca dương tính cộng đồng là người về từ thành phố Hồ Chí Minh không tuân thủ quy định cách ly y tế tại nhà, Ủy ban Nhân dân phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ giám sát đối với những người về từ vùng dịch. Sự hiện diện của các lực lượng trong tổ tại khu dân cư với tần suất dày đặc sẽ gia tăng ý thức chấp hành của người dân. Và qua cái trường hợp này thì chúng tôi cũng là bài học để chúng tôi tăng cường hơn nữa trong cái việc giám sát người từ các vùng dịch trở về ở địa bàn quận. Thì chúng tôi là tổ chức, các phường tổ chức là giao ban tổ COVID hàng tuần, mỗi tuần một lần để nắm từ tình hình có thông báo. Thì chúng tôi thành lập các tổ giám sát gồm ở phường, gồm có cán bộ phường, cảnh sát khu vực, khu dân cư cùng giám sát với tổ COVID 24/24. Tại trạm y tế phường xã, bên cạnh hướng dẫn theo dõi sát sức khỏe hàng ngày của người về từ vùng dịch, phối hợp với tổ COVID cộng đồng kiểm tra đột xuất, thì các biện pháp về quản lý cách ly tại nhà còn được linh hoạt thực hiện thông qua nền tảng mạng xã hội. Sở Y tế thì sau sự phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông là sẽ đề xuất một cái vòng đeo tay để giám sát tại nhà. Thứ hai nữa là lắp đặt cái camera tại cái nhà đó để mình theo dõi. Cái thứ ba đó là giao cho cái tổ COVID cộng đồng ở đó, người ta họ theo dõi tuyên truyền là phải ở trong nhà trong vòng 14 ngày đó và được xét nghiệm, được theo dõi sức khỏe để đảm bảo một cách tốt nhất về công tác phòng chống dịch. Cùng với quản lý giám sát việc cách ly, Đà Nẵng sẽ mạnh tay hơn trong xử lý những vi phạm của người về từ các địa phương khác khi thực hiện cách ly y tế tại nhà. Đây sẽ là bài học đánh vào ý thức mỗi người dân để bảo vệ thành quả chống dịch của thành phố. Giao cho công an thành phố chủ trì cùng với các quận huyện xử phạt một cách kịch khung đối với những trường hợp vi phạm. Nếu anh gây ra các hậu quả xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế thì có thể là truy tố hình sự, chứ không phải dừng ở chỗ hành chính không đâu. Thành phố Đà Nẵng đang siết chặt công tác kiểm soát, xét nghiệm người về từ vùng dịch ngay từ các chốt cửa ngõ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 hiện đã đạt gần 99%, mũi 2 đạt 27%. Các địa phương đang tổng hợp danh sách những người quay trở lại Đà Nẵng sau dịch để ngành y tế bố trí tiêm vaccine mũi 1 hoặc tiêm trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 tại các địa phương khác.